Xin chào các bạn, hôm nay tech12hack.com sẽ hướng dẫn cho các bạn cách định dạng văn bản khi gửi thư trong Gmail. Trong Gmail thì bạn có thể thay đổi phông chữ, kích cỡ chữ, màu chữ khi soạn thảo văn bản. Thì để làm được điều này thì trước tiên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách định dạng lại văn bản trước. Đầu tiên thì các bạn cần đăng nhập vào Gmail cá nhân. Thì các bạn cần chú ý đến phần bên phía tay trái này. Các bạn ấn vào soạn. Sau đó các bạn chú ý phần soạn thảo văn bản này. Ở dưới cùng nó có một biểu tượng hình chữ A. Đó là biểu tượng của tùy chọn định dạng. Thì các bạn ấn vào đó. Ngay lập tức thì có rất nhiều định dạng hiện lên. Thì các bạn cần chú ý ở đây đó là cái thanh này chính là cái thanh để thay đổi phông chữ khi soạn email. Thì nếu các bạn không muốn để mặc định là phông chữ này thì các bạn có thể ấn vào mũi tên và các bạn chọn một định dạng văn bản khác mà các bạn muốn. Ngoài ra thì sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thay đổi kiểu văn bản mặc định của bạn. Thì các bạn chú ý bên phía bên tay phải thì các bạn thấy một cái biểu tượng hình cờ lê, thì các bạn ấn vào đó. Sau đó các bạn cần rê chuột xuống hàng cài đặt. Khi vào cài đặt rồi thì bạn kéo xuống chọn kiểu văn bản mặc định. Bạn thay đổi văn bản trong hộp thành kiểu bạn muốn cho email của mình. Tức là trong cái hộp này thì bạn sẽ chọn kiểu văn bản mong muốn. Ngoài ra nếu mà bạn muốn thay đổi phông chữ khi soạn thảo văn bản thì bạn ấn vào biểu tượng có hai chữ T này. Nếu mà bạn muốn chữ nhỏ hơn thì bạn sẽ ấn vào nhỏ. Còn ở đây thì mình đang sử dụng phông chữ là thường. Ở đây thì cũng có phông chữ lớn và rất lớn nữa thì các bạn chọn theo mong muốn của mình là được. Còn đây là thay đổi màu chữ. Nếu các bạn không muốn chữ là màu đen thì các bạn cũng có thể chọn bất kỳ một màu sắc nào mà các bạn muốn. Ngoài ra thì nếu mà bạn muốn quay lại định dạng mặc định của Gmail thì bạn chọn xóa định dạng là xong. Đây chính là biểu tượng của xóa định dạng. Sau khi hoàn tất các thao tác thì bạn kéo xuống chọn lưu thay đổi để lưu lại kiểu định dạng mà bạn muốn. Đây chính là nút lưu thay đổi. Thì như trên mình đã hướng dẫn cho các bạn các cách để định dạng văn bản email trong Gmail. Thì nếu còn phần nào chưa hiểu thì các bạn cũng có thể comment lại ở phía dưới video này, mình sẽ hỗ trợ cho các bạn. Chúc các bạn thao tác thành công và trong video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thay đổi ngôn ngữ Gmail sang tiếng Việt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.